Ngày 27 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu gỗ, đá quý hiếm trị giá ước tính ban đầu trên 29 tỷ đồng từ Lào vào Việt Nam. Theo đó, tại cửa khẩu quốc tế La Lai, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra 7 xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Trần, địa chỉ tại số 37 Trần Đại Nghĩa, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã phát hiện khai báo gian lận vượt 84 mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn 77 mét khối gỗ quý hiếm, gồm gỗ cẩm lai, gỗ trắc. Gần 11.000 kg đá phấn được giấu trong các container không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn, cất giấu hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành mở rộng điều tra.